Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục mạch cảm xúc xuân ấm quê hương qua bài Tâm sự ngày xuân do Tiến Sủng viết lời theo điệu Con nhện răng mùng. Qua tình cảm nồng nàn tha thiết của một mối tình, chúng ta sẽ được cảm nhận về một nét riêng của mùa xuân. Dù chia tay, anh lên đường làm nghĩa vụ, nhưng tình yêu tha thiết thì sẽ còn mãi. Nó vượt qua không gian và thời gian bởi họ có niềm tin, có tình yêu và có cả một mùa xuân quê hương giúp sức để vượt lên những trắc trở khó khăn. Bài ca do hai nghệ sĩ Minh Huệ và Thanh Nga song ca. Mùa xuân đến từ bao giờ, sao em còn đứng hững hờ bên sông? Biết ai đâu được nỗi lòng, muốn sang người này nhưng không có đồng. Em ơi anh vẫn đợi chờ, nhịp cầu anh nối đôi bờ yêu thương. Lời thương anh ngỏ hỡi người, người ơi, bao nhiêu vẫn vương lời thương anh ngỏ mà để khắc ghi trong lòng em ơi, gió xuân đượm hương nồng hẹn ngày đôi. Con nhện răng mừng hương thầm ngát ngát bên sông. Hoa xuân thắm tươi ngày vui thêm đẹp hỡi người, người ơi, hoa xuân thắm tươi ngày vui thêm đẹp mà để đắm say trong lòng ai ơi, sắc xuân rực hồng nhịp cầu ai bắc sang ấy sông trăm năm đi tạc một chữ đồng tình ta thêm thắm thêm mê trong Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình hát chèo với chủ đề Xuân ấm quê hương. 25 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Chương trình này do biên tập viên Mai Văn Lạng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.